Sau đây là phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ tăng điểm ngày thứ ba liên tiếp vào phiên giao dịch đêm qua khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục nhờ số liệu hoạt động sản xuất lạc quan cho thấy kinh tế đang hồi phục tốt và lấy lại đà tăng trưởng sau một mùa đông khắc nghiệt. Các phiên giao dịch ngày 1 tháng 4, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,46%, S&P 500 tăng 0,7% và Nasdaq tăng 1,64%. Sắc xanh lan trên diện rộng, các cổ phiếu tiêu dùng tăng 11,4%, trong khi cổ phiếu công nghệ tăng 1,3%. Viện Quản trị Cung ứng ISM cho biết chỉ số hoạt động sản xuất tại Mỹ đã tăng lên 53,7 điểm trong tháng 3, tháng thứ hai liên tiếp tăng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn dự báo 54 điểm. Báo cáo của ISM một lần nữa chứng minh rằng những số liệu kinh tế yếu ớt hồi đầu năm là do thời tiết khắc nghiệt, chứ không phải là do các yếu tố tăng trưởng cơ bản cổ phiếu Ford đã tăng 4,6% lên mức 16,32 đô la Mỹ. Doanh số ô tô Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 3 sau 2 tháng nhu cầu sụt giảm vì thời tiết. Cổ phiếu công nghệ là tăng cao, cổ phiếu Google tăng 1,8% lên mức 1.134,89 đô la Mỹ, Microsoft tăng 1% lên mức 41,42 đô la Mỹ, nhờ đó chỉ số Nasdaq 100 được đẩy lên cao. Chi tiêu lĩnh vực xây dựng chỉ tăng 0,1% trong tháng 2 do bị kiềm hãm bởi sự sụt giảm các dự án dân cư do tư nhân sở hữu. Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay 2 tháng 4 sau khi thị trường chứng khoán Mỹ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chứng khoán Mỹ khởi động quý 2 với một phiên tăng điểm cùng với báo cáo việc làm của chính phủ vào cuối tuần này dự kiến đã tạo thêm gần 200.000 việc làm trong tháng 3 là yếu tố để kéo các thị trường châu Á tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,04%, chỉ số EDX 200 của Úc tăng 0,26%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng 0,56% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,26%. Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm tuần thứ ba liên tiếp khi các nhà đầu tư vui mừng vì đồng tiền suy yếu. Đồng yên đang ở mức 103,93 yên 1 đô la, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1. Các nhà sản xuất xe hơi nằm trong nhóm tăng điểm nhiều nhất. Mitsubishi Moto tăng gần 5%, Mazda Moto tăng gần 3% sau khi doanh số bán hàng tại Mỹ tăng 6% trong tháng 3, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11. Cổ phiếu Renesas tăng đến 19% sau khi có thông tin Apple đã đàm phán về việc mua thiết bị bán dẫn của công ty chuyên sản xuất con chip này. Trong số các cổ phiếu giảm có Kyushu Electric Power giảm 5%, sau báo cáo công ty này đang phải cầu cứu ngân hàng phát triển Nhật Bản bơm vốn. Chỉ số sang hai của Trung Quốc tăng nhẹ nhờ thị trường bất động sản, sau khi truyền thông cho biết các quan chức ở Hàng Châu đang xem xét nới lỏng các quy định mua bất động sản. Chỉ số EDX 200 của Úc tăng liên tiếp trong 3 tuần, do động đô la Úc xuống thấp nhất trong 4 tháng qua. Cổ phiếu nhóm ngành khai thác mỏ dẫn đầu mức tăng điểm với Fortescue Metal tăng 2,8%, BHP Billiton tăng gần 1%. Trong khi đó, cổ phiếu của Goodman Fielder giảm 21% sau khi công ty thực phẩm này giảm lợi nhuận quý thứ tư liên tiếp. Chứng khoán Kospi của Hàn Quốc tăng cao nhất kể từ đầu năm 2014 do các nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều. Trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất có Samsung Electronics và Kia Moto, tăng lần lượt 1 và 2%. Các thị trường ở khu vực Đông Nam Á cũng tăng điểm với việc chỉ số các thị trường mới nổi MSCI đạt mức 1.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, kéo dài chuỗi tăng điểm 8 phiên liên tiếp. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa có 3 tháng đầu năm không thực sự khởi sắc. Dù vậy, theo ông Timothy Mo, chiến lược gia của Goldman Sachs chứng khoán nước này vẫn còn nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là cổ phiếu của các nhóm ngành mới, ví dụ như thương mại điện tử. Cảm ơn ông đã tham gia cùng tôi hôm nay. Bây giờ đã là quý 2 và chứng khoán Trung Quốc xem ra không mấy tốt. Cổ phiếu nước này đã giảm điểm suốt quý 1. Ông nghĩ sao về điều này? Tình hình bây giờ đang như thế, mặc dù nhích nhẹ từ giữa quý, nhưng đúng là cổ phiếu của Trung Quốc đang giảm. Chỉ số SSCI có lúc lao dốc xuống mốc 9.200 điểm và mới vừa hồi phục lại khoảng chừng 8% để leo lên ngưỡng hơn 10.000. Do vậy, xét kỹ ra chúng tôi nghĩ Trung Quốc có thể sẽ hồi phục được trong quý 2 sắp tới. Tôi nhận thấy ông đánh giá thị trường Trung Quốc khá cao, nhưng rõ ràng cổ phiếu tại đây vẫn đang xuống giá và bây giờ cũng là giai đoạn khó khăn. Những vấn đề như áp lực nợ nần, nguy cơ bong bóng bất động sản vẫn còn đó. Vậy tại sao ông lại lạc quan như vậy? Một câu hỏi thú vị, nhưng câu trả lời thì sẽ hơi dài đấy. Thứ nhất, chuyện nợ nần chưa bao giờ là điều tốt cho thị trường. Thị trường càng có giá thì nguy cơ nợ nhiều càng cao, và ngược lại, thị trường rẻ thì nợ ít hơn. Trung Quốc là một điển hình. Không phủ nhận cổ phiếu Trung Quốc mất giá, nhưng nó chưa giảm đến mức chạm đấy. Nhận định của chúng tôi xuất phát từ hai đặc điểm của thị trường này. Đầu tiên là thế này. Nếu nhìn lại thị trường Trung Quốc cách đây 3 năm, sẽ thấy tình hình giao dịch khá ị ạch, chậm chạp và không biến động nhiều chỉ số SSCI chỉ dao động từ 9.000 đến 12.000 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này có 8 lần tăng giảm, biên độ trung bình là 30% và mỗi lần biến động kéo dài từ 4 đến 6 tháng. Như vậy, điểm cần lưu ý ở đây là thực tế thị trường có lên có xuống nhưng chỉ ít thôi. Vậy nguyên nhân của những biến động đó là gì? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là chính sách. Chính sách thường thay đổi để thích nghi với diễn biến kinh tế. Điều quan trọng là mọi người nghĩ chính sách bây giờ đã phần nào nới lỏng, do đó mạnh tay đầu tư và giúp thị trường đi lên. Và chúng tôi nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục trong quý 2. Theo tôi, tăng trưởng kinh tế sẽ hồi phục trở lại sau khi chứng lại trong quý đầu tiên, sẽ tăng từ khoảng 5% lên 7 trăm Như vậy thị trường cũng sẽ đi lên, chưa kể còn có sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi. Mặc dù bây giờ thị trường Trung Quốc vẫn đang ở ngưỡng thấp, nhưng nhiều khả năng trong thời gian sắp tới mọi chuyện sẽ thay đổi. Mốc tăng trưởng mong kỳ vọng có vẻ là khá cao. Hiện tại nền kinh tế nước này có sự đang xen giữa các ngành kinh tế truyền thống tập trung vào các công ty nhà nước và các ngành kinh tế mới, ví dụ như internet, Vậy ông nghĩ nhóm ngành nào sẽ phát triển hơn? Tôi thấy rất thú vị khi nói về sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế của Trung Quốc, cũng như sự đang xen giữa mới và cũ. Theo tôi, thị trường đã phản ánh mọi thứ rồi. Chúng ta thấy Trung Quốc bây giờ là số hóa thị trường tiêu dùng, không chỉ có cổ phiếu của các nhà mạng Internet, mà còn có của các chuỗi cung ứng nữa. Chúng tôi đang rất quan tâm đến xu hướng này tại thị trường chứng khoán Trung Quốc. Xu hướng thứ hai chính là các ngành ảnh hưởng đến môi trường, một vấn đề rất đáng quan ngại ở Trung Quốc. Nó tác động đến mọi hoạt động, mọi lĩnh vực tại Trung Quốc, từ đô thị hóa, tiêu dùng đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nhiều vấn đề khác. Rõ ràng có rất nhiều cái mới và thú vị ở Trung Quốc. Vấn đề là nhìn các số liệu sẽ thấy mặc dù các nhóm ngành mới giữ vị trí quan trọng trên thị trường, nhưng những nhóm ngành truyền thống vẫn chiếm đa số. Các ngân hàng, các công ty năng lượng, viễn thông chiếm đến 60% chỉ số MSCI của Trung Quốc. Trong khi đó, nhóm các cổ phiếu mới nổi lại dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách. Mới đây, cổ phiếu của các sòng casino ở Macau và cổ phiếu Internet của Trung Quốc đều giảm, khiến nhà đầu tư lo lắng. Song dù vậy, chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều cơ hội tại thị trường này và thời gian tới xu hướng chung của các chỉ số chính là đi lên. Vậy trước khi kết thúc, liệu ông có thể dự đoán năm nay cổ phiếu Trung Quốc sẽ tăng bao nhiêu không? Dĩ nhiên là được. Theo tôi dự đoán, trong 12 tháng tới, cổ phiếu Trung Quốc sẽ tăng khoảng 19% so với bây giờ. Chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý đến dự đoán này. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Ủy ban giám sát chi tiêu công của Anh cho biết việc cổ phần hóa tập đoàn bưu điện Royal Mail của chính phủ vào năm ngoái đã gây ra thiệt hại đáng kể. Đây là vụ cổ phần hóa gây tranh cãi nhiều nhất. 6 tháng sau khi chính phủ Anh bán 60% cổ phần của tập đoàn dịch vụ bưu chính lâu đời nhất nước này, thì họ vẫn chưa hết bị chỉ trích. Cổ phiếu của Royal Mail đã tăng 38% ngay vào ngày đầu chào bán, và giờ đây đã tăng lên đến 87%. Tất cả mọi lợi nhuận đều được chia cho cổ đông, người đóng thuế thì không được gì. Thực tế, những người đóng thuế bị thiệt khoảng 700.000 bản. Đúng là bán, nhưng họ đã bán bằng bất cứ giá nào. Nhiều ngân hàng nhận định cổ phiếu của Royal Mail trị giá cao hơn 330 pence so với giá chào bán. Tuy nhiên, ông Robert Kohn, phóng viên của Reuters cho rằng, nguyên nhân tăng giá là do tình hình kinh doanh dịch vụ bưu chính đã được cải thiện đáng kể trong những tháng qua. Không thể phủ nhận cổ phiếu của Royal Mail được bán quá rẻ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng giá cổ phiếu tăng là do tình hình kinh doanh của ngành bưu chính đã được cải thiện. Các chuyên gia cũng nhận định, việc IPO ở mức quá thấp có thể gây nguy hiểm cho tương lai của Royal Mail. Công ty này hiện đang chuyển từ các dịch vụ thư tính sang dịch vụ giao nhận bưu phẩm, đồng thời cắt giảm 1.300 việc làm kể từ ngày cổ phần hóa. Thưa quý vị, việc ngân hàng Singapore OCBC bỏ ra 5 tỷ đô la để mua ngân hàng Hồng Kông Winham Bank được cho là quá xa xỉ giữa lúc tăng trưởng tại Trung Quốc đang giảm tốc, còn nợ công thì đang ở mức báo động. OCBC đã bỏ ra rất nhiều tiền, Peter, 5 tỷ đô la Mỹ để mua Winham Bank ở Hồng Kông, một trong những ngân hàng tư nhân còn sót lại. Đó là một cái giá khá mắc nếu như xét tình hình của Trung Quốc hiện nay. Lý giải cho thương vụ này tôi cho rằng OCBC đang tìm một chỗ đứng ở Hồng Kông, nhưng tôi cũng nghĩ đó là cái giá đắt. OCBC đã mua Winhand với giá gấp đôi giá trị sổ sách của ngân hàng này trong khi Winhand không thực sự mang lại nhiều lợi nhuận. Tỷ lệ thu hồi vốn của ngân hàng này chỉ khoảng 10%. Nhưng tại sao OCBC lại mua một ngân hàng Trung Quốc trong giai đoạn này khi rủi ro nợ đang tăng cao? OCBC đang nói rất nhiều về tiềm năng dài hạn của Trung Quốc, về ngành kinh doanh tài chính, tăng trưởng của đồng nhân dân tệ. Tất cả những yếu tố trên đều đúng, nhưng thú vị hơn là thời điểm nhảy vào của OCBC. Trung Quốc đang có nguy cơ nợ báo động, cho nên có thể nhiều khoản vay sẽ đổ vào Trung Quốc, vào giai đoạn này để tìm một nơi trú ẩn sinh lời. Cùng lúc đó, cũng có một nguồn tín dụng lãi suất thấp đổ từ Mỹ sang nhờ chương trình nới lỏng định lượng của chính phủ Mỹ, cũng giúp các ngân hàng Hồng Kông và Singapore có thêm thành khoản như vậy một trong những nguyên nhân chính OCBC tung ra nhiều tiền để mua một ngân hàng ở Hồng Kông là triển vọng dài hạn của Trung Quốc. Xin cảm ơn ông. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin FBC. Quang Vinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.